Em xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ ạ. Và em Hằng đến từ Auto 88 có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Và hôm nay thì bên em vừa cập bến chiếc Kia Sportage và em cũng trực tiếp lên sóng cho quý anh chị đây ạ. Một chiếc xe siêu siêu mới luôn ạ. Xe thì mới chạy có 2.800 km thôi ạ. Và chiếc xe này thì là phiên bản Signature sản xuất năm 2024 ạ. Và xe cực kỳ lướt rồi, không có gì để nói về cái ngoại thất này đâu ạ. Không có đến một vết xước luôn anh chị ạ. Cho nên nó không khác gì một chiếc xe bước ra từ hãng. Nhưng mà với một cái mức giá thì cực kỳ là hữu nghị luôn ạ, chỉ với hơn 900 triệu. Và chiếc xe này có gì thì em xin phép được cùng anh chị điểm qua về những cái ưu đặc điểm và cũng như là tham quan qua giúp em về cái tình trạng sử dụng của xe. Và với cái nước sơn màu trắng này thì là nó là cái màu sơn cực kỳ là dễ để lựa chọn rồi, cũng như là có cái tính thanh khoản thì cực kỳ cao. Và phía trước thì xe được trang bị là cụm đèn Matrix LED có khả năng thích ứng này, cũng như là cái giải đèn LED định vị ban ngày quá là cuốn hút trong các phiên bản mấy năm gần đây, dạng hình boomerang rất là ấn tượng đúng không ạ? Em cũng trực tiếp đề nổ lên để cho anh chị xem được cái sức hút của nó. Và đằng trước là mặt la răng dạng hình bậc thang rất là đẹp. Mặt cản trước màu đen này cùng với những cái được trang bị full cảm biến phía trước. Và xe thì cũng được trang bị camera 360 ạ. Rồi và tiếp đến cái phần thân xe đi. Camera quay giúp em tổng quan hơn một chút để cho anh chị có thể nhìn ngắm cho em về cái chiếc xe này. Thì nó đang được đánh giá trong phân khúc là một chiếc xe hiện đại này, lại có một kiểu dáng vô cùng thể thao. Và ở cái lốp của cái chiếc xe mới chạy có 2.800 km thì không có gì để bàn rồi đúng không ạ? Đó, gần như là rất ít hao mòn, không có hao mòn luôn ạ. Cái cụm, cái mặt la răng thì quá là tạo ra điểm nhấn cho xe rồi. Rồi và bây giờ thì em sẽ mời anh chị cùng em xuống cái phần hậu của xe. Phần hậu của xe thì vẫn được trang bị là cụm đèn hậu LED này. Rồi, Signature phiên bản đây và cái tên của xe. Với kiểu logo mới này thì nó cũng có nhiều cái nét đẹp hơn, kiểu cách hiện đại hơn. Và khoang thể tích thì có độ rộng lên tới 591 lít ạ. Và đặc biệt là hàng ghế thứ hai có thể gập vào và tăng hơn gấp 3 lần thể tích anh chị ạ. Quá là ấn tượng luôn ạ. Xe thì mới về bên em cũng chưa kịp dọn dẹp, trực tiếp lên sóng cho anh chị luôn đây ạ. Và ở bên dưới có lốp dự phòng này. Rồi, một khoang thể tích rất là ấn tượng. Tiếp. Rồi. Có gì nữa nhỉ? Và bây giờ thì em xin phép mời anh chị cùng em vào trong cái khoang nội thất. Và với... phiên bản Signature thì nội thất được trang bị là nội thất màu cam, cam nâu. Đó, nhìn nó cũng rất là đẹp và trẻ trung. Rồi và từ những cái phần thiết kế của nó nhìn tổng quan từ bên ngoài thôi ạ. Nó kiểu cách của nó mang cái kiểu xu hướng rất là tương lai. Rồi mọi các chi tiết còn rất là mới rồi ạ, không có gì để bàn rồi. Và từ những phần bệ tì tay ở bên phần cánh cửa này cũng được thiết kế màu nâu này, phối nhựa và da phù hợp. Và xe thì được trang bị dàn loa âm thanh là 8 loa Harman Kardon. Gói ADAS an toàn ở trên xe thì có những cái tính năng ví dụ như là hỗ trợ chỉnh làn này, bám đuổi xe phía trước này, hỗ trợ giữ làn đầy đủ cả. Rồi cam lùi, camera 360. Đây, một số các phím được tích hợp ở trên vô lăng sẵn rồi đấy ạ. Anh chị có thể thấy cho em từ trên này, có thể thao tác dễ trên này. Hỗ trợ chỉnh làn này, giữ làn này, bám đuổi xe phía trước này, đàm thoại dành tay, điều chỉnh âm lượng và có gạt mưa tự động này, đèn pha tự động, có nhớ vị trí ghế nhé và có ghế đậy điện ạ. Rồi các chức năng làm mát ghế này, sửa sấy ghế này. Và trên phiên bản này thì dù vẫn dùng cần số dạ gạt như thế này. Các chế độ lái này, có bên trái bên em có cân bằng điện tử này, có nút mở cốp dành tay này. Đó. Một cái khoang ngồi lái rất là đẹp và nhiều điểm nhấn đúng không ạ? Nó điều hòa hai vùng độc lập và màn hình giải trí. Nó được nối liền với cả cái màn hình vòng tua tốc độ này. Nó đều được rất là rõ nét và rất là rộng, dễ cho anh chị có thể là quan sát và thao tác cho em với cái màn hình này. Và ở trên phiên bản này thì nó sẽ có khi mà anh chị... xi nhang ạ, đúng không ạ? Thì sẽ có camera chiếu cho mình ở hai góc phía đằng sau, cho nên nó rất là thuận tiện cho anh chị khi di chuyển. Và bây giờ thì em sẽ mở qua cho anh chị xem cái khoang ghế hành khách. Với cái phiên bản này thì ở năm nay thì Kia cũng đã tăng thêm về chiều dài cơ sở cũng như là
tăng cái độ rộng của cái khoang hành khách này, cho nên nó sẽ có một độ rộng thoải mái hơn để cho người ngồi. Và dĩ nhiên rồi ạ, nhìn nó rất là phù hợp để cho một chiếc xe gia đình đúng không ạ? Rất là rộng rãi. Và bây giờ thì em xin phép được mời anh chị xem cho em qua về cái khoang động cơ, để đảm bảo cho anh chị rằng là những cái điều bên em cam kết về xe. Khi xe về thì bên em đã kiểm tra rất là kỹ về động cơ hộp số rồi ạ. Dĩ nhiên là sơn si còn zin nguyên thì chắc chắn là động cơ cũng vẫn còn rất là mới luôn đúng không ạ? Đó, xe thì được mở tuyo thủy lực này. Và xe thì được sử dụng hộp số 6 cấp dẫn động trước. Và động cơ là 2.0 lít. Và tạo ra được công suất cực đại lên tới 152 mã lực và moment xoắn lên tới 252 Nm các ạ. Rồi. Và bây giờ thì em sẽ đóng cái khoang động cơ này vào. Hiện là xe thì phí đường bộ vẫn được đóng đến tháng 5 năm 25 này, cũng như là đăng kiểm đến năm 27 luôn ạ. Và hiện chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá vô cùng êm luôn ạ, 936 triệu đồng. Đây là mức giá thì quá là tiết kiệm so với xe mới rồi. Và tại Auto 88 thì có hỗ trợ anh chị vay lên tới 70% giá trị xe, cũng như là hỗ trợ anh chị đem xe đi check thoải mái mà không cần cọc ạ. Nên anh chị cần thêm chi tiết về xe hay là cần em hàng hỗ trợ trực tiếp, có thể liên hệ giúp em qua số hotline 0898588586 ạ. Và tới địa chỉ ô tô em ở số 50 Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Và em rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị, và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Em xin chúc anh chị có một ngày mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui ạ.